thành phố cao nguyên, xứ sở của nắng, gió, của ly cà phê ban mê, của đại ngàn xanh thẳm và những buôn làng ê đê với nếp nhà sàn đơn sơ, đã hút hồn chúng tôi, những lữ khách phương xa, ngay từ khi đặt chân đến. Quý khán giả thân mến, vượt qua hơn 120 km với hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển thì giờ đây Thanh Thúy đã có mặt tại phố núi Buôn Mê Thuột và người bạn sẽ đồng hành và mang Thanh Thúy đến với hành trình khám phá cùng BTD trong chương trình hôm nay, đó chính là bạn Hờ Tít, một người con của buôn làng ED. Chào Thanh Thúy cùng tất cả các bạn khán giả của đài truyền hình BTD. Tít rất là vinh dự khi được đón chào bạn Thanh Thúy cùng toàn thể quý vị khán giả đến với buôn làng của mình ngày hôm nay để giới thiệu với Thanh Thúy và tất cả các bạn khán giả về nơi mình sinh ra và lớn lên. Thanh Thúy cũng đang rất háo hức và đón chờ, không biết điều gì sẽ chờ đợi Thanh Thúy trong chuyến hành trình ngày hôm nay. Không để cho Thanh Thúy và các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin mời Thanh Thúy cùng các bạn cùng đến với buôn làng của mình. Xin mời. Con đường trải nhựa dẫn vào buôn khang trang sạch đẹp. Hai bên đường là những hàng rào bằng cây xanh được cắt tỉa khéo léo. Khuôn viên mỗi ngôi nhà ở đây đều được điểm tô bằng các loài hoa lung linh sắc màu. Vâng, và thưa quý vị, Thanh Thúy vô cùng bất ngờ khi mà ở giữa ngay lòng thành phố ban mê hết sức hiện đại, náo nhiệt và sôi động như thế này thì lại có một ngôi làng hết sức yên bình, thơ mộng, xinh đẹp và êm đềm. Và đặc biệt là còn lưu giữ được rất nhiều những cái nét cổ kính cũng như là những cái bề dày văn hóa. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân Thanh Thúy và Hờ Tít để khám phá buôn A Co Thôn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ở nơi này có những điều gì đặc biệt quý vị nhé. Và sau đây để trải nghiệm ở trong buôn A Co Thôn thì xin mời Thanh Thúy nhìn vào Tít, không biết là có cảm nhận được sắc phục của người ED không ạ? Vâng, hết sức ấn tượng và Thanh Thúy cũng vô cùng yêu thích cái trang phục này. Sau đây Thanh Thúy có muốn trải nghiệm là một cô gái ED không? Tuyệt quá, ngay bây giờ thì Thanh Thúy có thể mượn được một trang phục như thế này không? Dạ, sẵn sàng cho bạn Thanh Thúy trải nghiệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Với sự giúp đỡ của bạn Hờ Tít trong trang phục thổ cẩm rực rỡ, Thanh Thúy đã hóa thân thành cô gái ED xinh đẹp. Theo chân bạn Hờ Tít, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi đến với buôn làng ED xinh đẹp này chính là nhà sàn dài truyền thống với kiến trúc độc đáo, đan xen với những ngôi biệt thự với lối kiến trúc hiện đại. Dù ngày nay nhà nào cũng sinh sống trong nhà xây, nhưng nhà dài vẫn không bị phá bỏ, như để nhắc nhở mọi người luôn phải nhớ đến những bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của ông cha xưa. Bởi với người ED, ngôi nhà dài là biểu tượng văn hóa, là trái tim, máu thịt, là điều gần gũi mà thiêng liêng của dân tộc mình. Giới thiệu với bạn Thanh Thúy, đây là ngôi nhà sàn dài của người ED tại buôn A Co Thôn. Và những ngôi nhà sàn dài này đã được những người tại địa phương gìn giữ và phục dựng lại theo từng năm tháng. Thanh Thúy thấy rằng ngôi nhà dài này có cái quy mô rất là rộng, chiều dài rất là dài, đúng theo cái tên gọi là nhà dài. Nhà nào cũng phải dài như thế này hả Tít? Tùy theo điều kiện gia đình của mỗi người, cái khoảng cách nhà sàn dài và là cái thế hệ gia đình thì sẽ có cái khoảng cách khác nhau. Nó không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Gia đình nào có điều kiện hơn thì cái nhà sàn dài đó sẽ dài hơn và rộng hơn. Thanh Thúy nhận thấy là ở trong ngôi nhà dài có rất là nhiều những cái ô cửa nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, khá là giống nhau, bằng nhau nữa. Thì cái cửa sổ này có ý nghĩa gì không hả Hờ Tít? Công dụng của cái cửa sổ đó là đây là ánh sáng là cái đầu tiên, hầu như là cái đó là chủ yếu. Cái thứ hai là không khí và mát mẻ. Và cái thứ ba là nó sẽ là một trong những cái để cho phân biệt được mỗi cái gian phòng riêng của các thế hệ. Khi nào mà cái gian đó sẽ được phân ra khác nhau và mỗi cái gian đó sẽ là một hộ gia đình khác nhau. Tại sao mỗi phòng đều phải có cửa sổ để cho mọi người biết là trong gia đình này có bao nhiêu người con gái, người đồng bào đi theo chế độ mẫu hệ. Và khi người con gái lớn thì người ta sẽ nối thêm cái nhà sàn để cho nó dài. Con gái mình đã lớn và được và đi lấy chồng, rước chồng về nhà theo chế độ mẫu hệ thì lúc đó cái vách ngăn đó sẽ được ngăn lên cho cái hộ gia đình đó và cái cửa sổ đó cũng sẽ được làm ra để cho hộ gia đình đó sinh hoạt. Nhà dài người ED quả là một công trình văn hóa độc đáo.
Không chỉ là nơi gắn kết nhiều thế hệ, nhà dài còn là nơi cúng thần, nơi lưu giữ những đồ vật quý, nơi diễn ra lễ hội của đại gia đình, dòng tộc. Trong ngôi nhà dài truyền thống, các giá trị điêu khắc, trang trí, tạo hình đều phỏng theo mô típ chế độ mẫu hệ, tín ngưỡng phồn thực. Mỗi ngôi nhà đều có hai cầu thang đi lên. Cầu thang cái nằm bên phải có hai bầu ngực là lối lên nhà dành cho người phụ nữ và khách quý. Cầu thang đực nhỏ hơn nằm bên trái dành cho đàn ông trong gia đình. Không gian nhà dài bài trí các hiện vật thể hiện những luật tục cũng như sự giàu có của mỗi gia đình như ghế capan, chiêng, ché, chống hơ cơ, cây nêu. Như Thanh thấy đã thấy ở trong nhà thì có rất nhiều các dụng cụ như là gùi này, các nhạc cụ này, các công cụ lao động và các hình ảnh về người Tây Nguyên cũng như là cái ghế capan này. Ghế capan. Dạ đúng rồi. Cái ghế Thanh Thúy mà đang ngồi đây là ghế capan. Dạ đúng rồi, ghế capan này là một cái đặc trưng là một ghế nguyên khối của một cây rất là to, rất là dài mà người ta đã đục bằng tay để mà tạo thành một cái ghế dài. Và cái ghế dài này á, thường người đây sẽ sử dụng là để các nghệ nhân đánh cồng chiêng trên cái ghế này. Vậy thì những cái ghế capan như bây giờ thì rất là quý và có lẽ là cũng rất hiếm có đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Không biết là Thanh Thúy có muốn biết về các nhạc cụ của người đây không ạ? Tuyệt vời quá chị ạ. Dạ. Cái đầu tiên Thanh Thúy có thấy là một cái trống đúng không ạ? Cái trống này được làm bằng da trâu, da đực và da cái. Đối với Thanh Thúy là thường sẽ đánh vào mặt da đực và da cái. Thanh Thúy nghĩ là da đực. Sai. Thường sẽ đánh vào mặt da cái, tại vì theo cái độ mẫu hệ ạ, da cái nó sẽ đàn hồi tốt hơn. Dạ, da đực chỉ là để cho bè cho da cái sẽ đánh vang hơn. Dạ, và tiếp theo chuyển sang bên này ạ, như Thanh Thúy là thấy đúng không ạ? Một cái chiêng có cái núm tượng trưng cho người mẹ. Và một bộ chiêng như vậy á, thường sẽ sử dụng là 7 cái. 7 cái. Nhưng mà một bộ chiêng của người đây sẽ là 10 cái. Cái chiêng này mình gọi nôm na là chiêng mẹ. Chiêng mẹ. Chiêng nó là mà theo cái tiếng gọi của người đây á, tiếng bản địa sẽ là chiêng. Dạ, và những cái còn lại sẽ là cá nắc. Cá nắc. Dạ đúng rồi, đây là chiêng mẹ. Và 1, 2, 3, 4, 5 là những người con. Và cuối cùng sẽ là 14. Nó sẽ là một gia đình. Một gia đình. Dạ đúng rồi, có bố, có mẹ và đây sẽ là bà. Như vậy trống thì sẽ là bà này, rồi chỉ có một cái chiêng này sẽ là chiêng lớn nhất, và đặc biệt là sẽ có một cái núm thì chúng ta gọi là chiêng mẹ. Còn lại sẽ là chiêng con và chiêng bố. Đúng rồi. Chiêng á thì có một cái thôi, còn lại là cánh mắt. Cánh mắt. Đúng rồi. Chiêng á của người đây á, nó sẽ được sử dụng theo các ngày lễ đặc biệt, nhưng mà hiện tại bây giờ là theo cái sự phát triển á, muốn giới thiệu văn hóa của người đây đến tất cả mọi người, nên khi mà có khách cưới là chiêng luôn sẵn sàng nổi lên để phục vụ quý khách của mình để thưởng thức những cái âm vang của núi rừng tại chính ngôi nhà sàn dài. Thả bước đến một thung lũng nhỏ cuối buôn, du khách sẽ được mãn nhãn bởi một không gian là quán cà phê tuyệt đẹp kết hợp cả nét truyền thống và hiện đại. Đến đây, du khách còn được hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Các sĩ của buôn làng là những chàng trai, cô gái ê đê sẽ đem đến cho du khách những ca khúc mang âm hưởng của miền đất đỏ Ba Gian huyền thoại. Ngồi trong quán nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, thơm ngon, ngắm không gian thi vị bên ngoài và thưởng thức những khúc nhạc đậm chất Tây Nguyên, bao mệt mỏi và buồn phiền cũng sẽ tan biến ngay. Trong một cái không gian hết sức là Tây Nguyên, với một cái hơi thở đậm đà Tây Nguyên như thế này thì chắc chắn đây sẽ là một ly cà phê hết sức ấn tượng với Thanh Thúy. Cảm ơn Hợi Tít rất là nhiều. Xin mời bạn. Rất là thơm ha. Bị đậm đà. Vâng, thưa quý vị, như vậy là Thanh Thúy đã có những cái trải nghiệm đầu tiên tại Buôn A Có Thôn. Và ngay bây giờ để quý vị có thể hiểu rõ hơn bầu không khí ở nơi này thì Thanh Thúy sẽ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài cảm nhận của những du khách có mặt ở nơi này nhé. Vâng, xin chào hai chị ạ.
Hai chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình cũng như là cảm nhận của mình khi mà đến đây được không? Xin mời chị ạ. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình có việc lên đây công tác á, xong rồi được các bạn bè ở đây mời ghé đây. Thì thấy không gian ở đây rất là đẹp, trong lành, thoáng mát, dễ thương và rất là mang cái đặc trưng của vùng miền. Cảm ơn chị. Còn chị cảm thấy thế nào ạ? Mình đồng hành cùng với chị ở đây thì đi lên đây cũng là một dịp tình cờ thôi, mà bước vô đây thì thấy được cái không khí trong lành, nó thoáng lắm thì cảm thấy thích. Mình thấy thì không gian ở đây hay một cái là nó giữ được cái màu xanh, và khi bước vào đây á, mình có cảm giác là không khí nó trong lành, vì mình đi từ Sài Gòn đi lên thì cái không khí nó khác hẳn. Hương vị tuyệt vời của cà phê phố núi đã tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá ngày hôm nay. Dạo bước quanh buôn làng, chúng tôi có cơ hội ngắm nhìn kỹ hơn khung cảnh tuyệt đẹp, bình yên nơi đây. Đến với Acothon, du khách sẽ dễ dàng tìm mua những sản vật Tây Nguyên như thổ cẩm, rượu cần, đồ thủ công mỹ nghệ, các món ẩm thực truyền thống về làm quà. Những người dân nơi đây cũng rất thân thiện, sẵn sàng trở thành hướng dẫn viên tại gia để giúp du khách khám phá nhiều hơn về nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc mình. Dạ, giới thiệu với bạn Thanh Thúy, đây là một trong những bác là những người dệt các loại trang phục truyền thống của người đây. Giới thiệu với bạn, đây là bác Dạ Cún. Dạ, chào bác ạ. Dạ, chào cháu. Dạ, bác ơi, những sản phẩm mà mình đang bán ở đây thì là những sản phẩm do chính tay mình làm ra hay là mình mua từ đâu ạ? Cửa nhà mình là có cái mình dệt, mình cũng lấy vải về mình may, tự nhà tự may rồi mình bán. Dạ. Dạ, thì cũng có hàng dệt, tự dệt, vâng. Gia đình thôi. Dạ. Tùy theo nhu cầu của khách hàng đúng không ạ? Là những cái sản phẩm mà mình bán chạy nhất ở đây thì thường là những sản phẩm nào ạ? Dạ, ở đây là chỉ có cái mền, quần áo của người dân tộc mình á, quần áo truyền thống đó. Cũng có cái cách tân, nhưng mà cách tân á thì nó bây giờ nó dễ mặc hơn. Quần áo truyền thống, nó cứng, nó hơi khó mặc. Có nghĩa là trong hiện tại bây giờ khách vẫn đang chuộng những cái trang phục mà cách tân hơn. Còn bác thì bác luôn luôn hướng về cái sự cổ điển hơn. Nhưng mà qua đó thì bác có cách tân một số quần áo để cho phù hợp với lại các khách du lịch. Đặc biệt đến với Acothon, du khách sẽ được chào đón bằng những tiếng cồng chiêng rồn rập, ngân vang khắp đại ngàn hùng vĩ. Trong men say choánh choáng rượu cần, bên ánh lửa bập bùng, những đêm nhạc hội cồng chiêng, hát ai ray, kể khan, múa xoang sẽ là trải nghiệm đáng nhớ với mỗi du khách khi đến đây. Nằm cuối con đường Trần Nhật Duật, cách trung tâm thành phố chỉ 2 km, buôn Acothon đang ngày càng phát triển theo kịp nhịp sống của đô thị Buôn Ma Thuột văn minh hiện đại. Thế nhưng Acothon vẫn bảo tồn và duy trì được vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ cùng những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại đã tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ, tạo nên nét độc đáo riêng có của buôn cổ trong lòng phố núi Bản Mê. Thưa quý vị khán giả, du lịch trải nghiệm không chỉ là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn, mà đây còn là cơ hội để chúng ta có thêm những người bạn, tìm hiểu thêm nhiều nét văn hóa khác nhau. Và ngày hôm nay thì Thanh Thúy đã có thêm những hiểu biết về một màu sắc văn hóa hết sức độc đáo của người Ê Đê, và có thêm một người bạn, người đã giúp cho Thanh Thúy có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời trong chuyến hành trình ngày hôm nay, đó chính là bạn Hờ Tít. Vâng, vừa rồi là một hành trình trải nghiệm khám phá trong buôn Acothon thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Mong là Thanh Thúy cùng với tất cả mọi người có một trải nghiệm thú vị tại buôn Acothon, và đây sẽ là một trong những địa điểm du lịch đặc trưng và thú vị cho các hộ gia đình, bạn bè và người thân. Rồi, cảm ơn bạn Hờ Tít. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Khám phá cùng BTD cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo.